Tối ngày 5 tháng 4, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe máy là một người chết, một người bị thương. Theo đó, khoảng 20 giờ 13 phút, anh T, 38 tuổi, quê Nghệ An, chạy xe máy trên đường Lê Hồng Phong hướng từ thành phố Dĩ An đi thành phố Thuận An. Khi qua khỏi Ủy ban Nhân dân phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, thì va chạm trực diện với xe máy do cô gái tên H, 16 tuổi, ngụ thành phố Dĩ An điều khiển chạy ngược chiều để băng qua đường. Cú va chạm làm anh Tê ngã đập đầu xuống đường chết tại chỗ. Còn cô gái bị gãy xương đùi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.